Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu và Sô Lam Nghệ An là những người giao bóng trước. Và Văn Cường cũng sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Và đánh đầu không được. Và đánh đầu tương đối nguy hiểm. Bóng vẫn đang trong chân cầu thủ Sô Lam Nghệ An. Và đỡ bóng bước 1 là tốt của Công Danh. Xử lý bóng thông minh. Và chè bóng rất khéo. Hợp lý. Tình huống xử lý tốt của Ngọc Huy. Đáng tiếc là trong tình huống chuyển bóng cuối cùng thì đường chuyền lại không thể đến được địa chỉ. Đó sẽ là bài học cho những đội bóng còn lại tại giải đấu năm nay. Đó là pha bằng cắt tốt nhưng bóng vẫn đang trong chân cầu thủ Sô Lam Nghệ An. Quả tạt hướng đến vị trí của Xuân Tiến. Văn Cường xoay người tốt. Sút bóng. Không được. Tình huống ra chân của Trần Văn Cường. Trong đội hình của Sô Lam Nghệ An thì bên cạnh đội trưởng Văn Bách, Đinh Xuân Tiến cũng là một trong những gương mặt nổi trội. Công Huy tạt bóng rất hay. Và đó là pha vô lê sống của Đinh Xuân Tiến. Đây không phải là lần đầu tiên trong trận đấu này U17 Sô Lam Nghệ An có những quả tạt chất lượng bên phía cánh phải. Và trong vòng cấm thì những bóng áo vàng đã chờ sẵn để tung ra những cú dứt điểm một chạm. Tình huống sóng gió của Sô Lam Nghệ An cũng là lời cảnh tỉnh. Người thực hiện quả đá phạt này như thường lệ vẫn sẽ là Hồ Văn Cường. Bóng lại một lần nữa được phá ra. Rất bình tĩnh. Đó là cú dứt điểm ngay của Xuân Tiến. Thiếu chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số cho U17 Sô Lam Nghệ An. Một pha bật 1-2 và sau đó là tình huống cứa lòng với một cú sút phải lên tới gần 25m. Đó là những phẩm chất ngôi sao của những cầu thủ nổi bật trong đội hình của U17 Sô Lam Nghệ An. Chỉ cần một chút khoảng trống thôi, ngay lập tức Đinh Xuân Tiến đã có một pha sút bóng uy lực. Pha tranh chấp rất tốt và bóng vẫn đang trong chân của Hồ Văn Cường. Càng ngang là hay. Dứt điểm. Như vậy tỷ số là 1-0. 1-0 cho Sô Lam Nghệ An. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Sau rất nhiều những cơ hội, rất nhiều những tình huống nguy hiểm thì đội bóng áo vàng đã có bàn thắng vươn lên. Một pha leo biên hay của Hồ Văn Cường. Đường căng ngang vào trong cũng là ấn tượng. Một pha căng ngang vừa tầm. Và có lẽ người vừa rồi đã có bàn thắng đó là Trần Văn Cường. Rất mạo hiểm. Và như vậy là sẽ có một quả penalty dành cho U17 Phú Yên. Một pha xử lý bóng thực sự là rất đáng trách của Tiến Thắng. Rõ ràng là Tiến Thắng đã có biểu hiện chủ quan trong pha truy cản vừa rồi của mình. Anh nghĩ rằng mình khỏe hơn và che bóng kín hơn so với Tấn Huy. Một pha bóng mà chắc chắn là huấn luyện viên trưởng Lê Kỳ Phương không thể hài lòng. Trong một thế trận khó khăn và gần như không có bất cứ cơ hội nào thì U17 Phú Yên bất ngờ lại được hưởng một quả penalty. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu cảnh tiệp có thể cứu thua hay không. Rất mạnh và cũng rất chính xác. Cảnh tiệp vừa rồi đã rất cố gắng nhưng anh cũng chỉ có thể chạm tay vào bóng mà thôi. 1-0 cho U17 Phú Yên. Bàn thắng đầu tiên của U17 Phú Yên tại vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Next Media 2020. Người ghi bàn là Tấn Huy. Một đường tạt sớm. Nguy hiểm. Một pha va chạm rất mạnh giữa cầu thủ bên phía Sô Lam Nghệ An và thủ thành của Phú Yên, đó là Nguyễn Văn Hiền. Lần thứ hai trong ít phút, thủ thành Văn Hiền có một pha băng ra và va chạm thực sự là rất mạnh đối với đối thủ.
Ngay lập tức thì các bác sĩ đã phải vào sân để chăm sóc cho thủ môn mang áo số 30 của Phú Yên, đó là Nguyễn Văn Hiền. Nguy hiểm, một tình huống phá bóng không dứt khoát. Côi không vào. Nhưng trọng tài xác định rằng bóng đã chạm tay một hậu vệ của cao thủ Phú Yên. Và sẽ không pha đá phạt đền dành cho đội bóng áo vàng. Đứng trước bóng có vẻ như đó là số 19 dứt điểm. Không phải như vậy, người dứt điểm đó là số 10 Đinh Xuân Tiến. Tình huống dứt điểm đơn giản và tỷ số nâng lên 2-1 dành cho cầu thủ U17 Sơn Lam Nghệ An. Bàn thắng đến ngay ở phút thứ 47 của trận đấu, chưa đầy 2 phút sau khi hiệp 2 được bắt đầu, thì Xuân Tiến đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Và có lẽ sẽ thuận lợi hơn với một cầu thủ có cái chân trái thực sự ngoan. Tuy nhiên không phải. Tình huống phối hợp khá có đường nét căng ngang. Nhưng bóng lại đi hơi mạnh và đã trôi hết đường biên ngang trong tình huống rồi. Cao thủ đội bóng vàng đã có gây ra một chút bất ngờ với hàng phòng ngự của Phú Yên. Tình huống kéo gầm khá hay của Xuân Tiến. Vẫn còn, trận đấu tiếp tục. Và mở bóng là không thành công. Rất khỏe. Công Huy. Căng ngang Ngọc Dung. Khống chế là khá mượt. Tuy nhiên pha dứt điểm tiếp theo lại đưa bóng đi đúng vào vị trí mà thủ thành Văn Hiền đã chờ sẵn. Pha xử lý là khá mềm mại. Có vẻ như đó là của cầu thủ số 21 Ngô Văn Bắc. Văn Bắc ở mùa giải năm ngoái thi đấu rất thành công trong áo của U15 Sông Lam Nghệ An. Phối hợp nhỏ là khá tốt. Công danh. Chờ bóng vào khá hay. Côi không được. Một tình huống phối hợp tấn công khá có nét của các cầu thủ Phú Yên. Người dứt điểm cuối cùng có vẻ như đó là cầu thủ số 5 Huỳnh Duy Thục. Tuy nhiên tiền vệ của đội bóng xanh cũng không thực sự sẵn sàng ở trong pha bóng rồi. Nguy hiểm. Côi và thêm một bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Tình huống treo bóng rất hiệu quả. Người ghi bàn có vẻ như đó là cầu thủ số 20 Trần Đình Thành, người đã được đưa vào sân ở trong những phút hiệp 2 của trận đấu này. Một tình huống bật cao đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc để có thể hạ gục được thủ môn Văn Hiền. Và tỷ số nâng lên 3-1 dành cho cao thủ U17 Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 85 của trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Lê Kỳ Phương sẽ phải tạm thời xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thì thấp hơn so với cao thủ U17 Nutifood về hiệu số. Ngọc Dũng, cao thủ đội bóng vàng vẫn chưa dừng lại. Và thêm một bàn thắng nữa dành cho cao thủ U17 Sông Lam Nghệ An. Trước đó là một tình huống tạt bóng rất dẻo của hậu vệ cánh Ngọc Dũng. Người ghi bàn có vẻ như đó là số 19 Hồ Văn Cường. Một trận đấu rất năng nổ của tiền vệ bên phía cao thủ U17 Sông Lam Nghệ An. Và cuối cùng thì Văn Cường đã có cho mình một bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống bật cao đánh đầu đưa bóng đi đập đất rất hiểm hóc. Và không một chút cơ hội nào dành cho Văn Hiền. Không được, tình huống tấn công có phần hơi chậm của cao thủ U17 Phú Yên. Văn Đạt. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu giữa cao thủ U17 Phú Yên và U17 Sông Lam Nghệ An. Kết thúc trận đấu, tỷ số cuối cùng là 4-1 dành cho thầy trò huấn luyện viên Lê Kỳ Phương. Với kết quả này thì đội bóng áo vàng sẽ có cho mình thêm 3 điểm nữa. Và chắc chắn đã bước vào vòng bán kết của giải bóng đá vòng chung kết U17
vô địch quốc gia Next Milan năm 2020. Trong khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Đông mặc dù đã rất cố gắng nhưng hiện tại vẫn chưa thể có cho mình một điểm số nào ở giải đấu năm nay. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn ở trong ngày thi đấu tiếp theo của giải bóng đá vòng chung kết vô địch U17 quốc gia Next Milan năm 2020 sẽ diễn ra vào chiều mai với những trận đấu rất căng thẳng tại bảng A.